Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, nhiệm màu thần thông linh cảm ứng, Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin kính lạy Đức Viên Thông Giáo Chủ, Thùy Từ Chứng Giám. Nay con muốn nhắn gửi lời khẩn cầu đến nơi Ngài ngự trị, để soi thần thông cảm ứng chuyện ở trần gian. Hôm nay tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện cửa hoa, với hình ảnh Ngài Quán Âm hiện diện trước mắt. Con kính dâng phẩm vật hương hoa, kim ngân tịnh tài và ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng. Cúi xin Đức Đại Sĩ không rời bản nguyện, theo Phật phò chúc trên cung trời đao lợi, che chở cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền lắng nghe sự tâm tình từ lòng con, phù trì cho con thơ nhỏ dại sai phạm ở dưới trần, nhờ nước dương chi trên cao rưới xuống, mong cầu lòng con cầu ân thanh tịnh với đức hiền nguyện thiện nêu cao, được ánh từ quang của Quán Âm chiếu soi tỏ, khiến cho nghiệp trần con được nhẹ bớt, tâm đạo sớm được khai hoa. Và mong rằng Quán Âm độ cho đệ tử con cùng toàn thể gia quyến 3 tháng đông, 9 tháng hè luôn được sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vương tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin Quán Âm ở trên cao lắng nghe lời con mong nguyện và được phù hộ độ trì Quán Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.